Hello, xin chào cả nhà đang xem cái kênh Long's Kitchen của Long. Bữa nay chồng Long thèm cái ớt mini này nè, xào với lại xúc xích đó cả nhà, xúc xích Ý. Nhưng mà cái xúc xích này xúc xích chai nha. Bây giờ Long hái mấy cái này nha, nó chín nhiều lắm luôn á cả nhà. Cái ớt bơ hổm Long giới thiệu cho cả nhà nè, cái ớt mini đó mà nó nhỏ, nó ngọt lắm luôn á, ăn như cái mận. Mini bell peppers là những cái ớt chuông nhỏ nha cả nhà. Giờ Long hái ha. Bây giờ Long cắt vỏ phần đầu rồi sau đó sắc xéo hết, sắc hết mấy cái phần ớt chuông mini này nha, đằng một hồi mình xào đó cả nhà. Mời cắt xong rồi đó nha. Còn bẻ thì mấy chiếc ớt màu xanh nữa nè, đằng một hồi xào cho nó đẹp đó cả nhà. Mấy chiếc ớt mini này chứ nó nhỏ mà nó có vỏ nha cả nhà, ngọt đi lắm luôn. Nhìn như vậy chứ nó không có cay cái gì hết trơn nha cả nhà, ăn ngọt lắm, không cay nha. Sắc xéo xéo nha, nhìn cho nó đẹp nha cả nhà. Bây giờ Long cắt thêm cái hành, cái màu củ hành nhỏ này nè. Tiếng Anh kêu là gold boiler onion á, mình tiếng Việt Long không biết kêu là gì. Là cái củ hành nhỏ này á, ăn nó thơm lắm. Rồi Long để đây Long cắt luôn. Tại vì cái ớt mini này nó là nhỏ rồi, thì Long xài luôn cái hành nhỏ này cho nó bằng nhau á. Cắt theo dạng sợi á cả nhà. Đây là cái xúc xích chai đang chuẩn bị xào chung với lại cái hành với lại cái ớt chuông mini đó cả nhà. Đây là xúc xích chai nha, hoàn toàn chai luôn á. Nhưng mà cái xúc xích này người ta làm theo cái kiểu của người Ý á. Đây là xúc xích chai. Còn đây là cái hiệu cà chua mà Long chuẩn bị xài làm cái sốt cà chua đó cả nhà. Xài cái sốt, làm cái sốt xào chung lại cái xúc xích chai, cái hành với lại cái ớt chuông mini đó. Người Ý người ta hay ăn cái cà chua này nhiều lắm cả nhà. Tại chồng Long là người Ý đó, cho nên mấy cái này cà chua là ở nhà thường ăn nhiều lắm luôn đó nha. Vegan sausage. Cái này là cái xúc xích chai cả nhà. Bây giờ Long để vô Long nấu trước, Long chiên trước. Tại vì nếu mà bây giờ cắt liền ra thì nó sẽ bị bở nha cả nhà. Mình nấu cho nó săn lại ha. Okay. Cả nhà nhớ chiên chở vàng đều hai mặt luôn nha. Đặng cho nó săn cái xúc xích này lại. Đặng một hồi mình cắt cho nó dễ đó. Bây giờ thì Long cắt ra, Long thích cắt xéo như vậy nè, cho nó đẹp. Cả nhà muốn cắt xéo, cắt dài, cắt tròn thì cả nhà nha. Nhìn cái miếng xúc xích giống y chang như là thịt thiệt vậy đó cả nhà. Cái này là hoàn toàn là làm từ rau củ quả, nêm nếm đầy đủ gia vị, hành tỏi này kia nọ luôn đó cả nhà. Cho nên đến cái phần nêm gia vị, Long nêm ít lắm, chỉ nêm muối với tiêu thôi. Tại vì nó vừa ăn luôn rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ Long cho cái hành vô trước nha cả nhà. Xơ đều đảo đều sau đó để chừng khoảng 2-3 phút nha. Rồi bây giờ mình đảo đều nha, tại vì cái mặt bên kia nó vàng rồi đó cả nhà. Mình chờ cho cái mặt bên đây nó vàng cái lần nữa rồi xong rồi mình đổ ớt đi nha. Rồi bây giờ
cái hành này nó cũng vàng đi chút xíu đó nha. Ăn chở đều rồi nè. Xong rồi ăn cho cái ớt vô luôn đó cả nhà. Để cho cái ớt á, nó mềm mềm chút xíu á, rồi xong rồi cái mình chở ớt nha. Giờ mình đảo đều cái ớt lên như vậy nha. Bây giờ Lan trộn đều cái hành với lại cái ớt luôn nha cả nhà. Bây giờ Lan cua cái hộp cà chua này ra, rồi sau đó cho khoảng chừng nửa hũ thôi, tại vì ớt với hành nó rất là ít, không cho hết đâu. Bây giờ trộn đều cái hỗn hợp nha. Bây giờ cái sốt này nó sôi đó cả nhà, giờ Lon cho thêm cái muối với lại tiêu vô nha cả nhà. Lon cho khoảng chừng một tí muối nha, 1/4 đó cả nhà, 1/4 muối. Lon đảo đều nha. Công thức này nêm nếm rất là đơn giản luôn, chỉ có muối với tiêu thôi, không cần đường hoặc là gì nữa đâu. Tại vì một hồi á, kẹp với bánh mì ăn là vừa ăn luôn á. Cả nhà nấu cái sốt này nè, khi nào mà cái ớt này nè cả nhà, nó mềm hẳn á, là mình xong rồi ha, là mình làm xong cái sốt nha. Nếu mà cái ớt này nó còn cứng á, cả nhà phải nấu thêm khi chừng nào mà cái ớt này nó mềm nha cả nhà. Bây giờ cái ớt nó mềm đó cả nhà, cái sốt này á, nấu á ít nhất cũng phải 30 phút nha cả nhà, là cho cái ớt chuông á, ớt chuông nó mềm á cả nhà, ăn nó mới ngon. Bây giờ mình cho cái phần xúc xích chai vô đây luôn. Cả nhà nhớ để bếp vừa lửa thôi nha, đừng để cao quá, cũng đừng để thấp quá nha, vừa lửa thôi. Giờ để cái phần xúc xích chai với cái phần sốt nè, cho nó nóng lên một hồi á, cho nó chín một hồi đó, rồi bắt đầu mình tắt bếp ha. Cái sốt này xong rồi nè cả nhà, nãy giờ cái xúc xích nè cả nhà, nó chín rồi đó, nó nóng rồi đó. Giờ mình tắt bếp, bắt đầu mình kẹp bánh mì ăn nha cả nhà. Cái ổ bánh mì á, Lon để dưới lò nướng á, nóng quá, chồng Lon lấy cái bao tay luôn á, nhìn mắc cười ghê. Bây giờ để sốt vô. Trời ơi, nhìn hấp dẫn, thơm lắm luôn cả nhà ơi, thơm dữ lắm nha, cái xúc xích này nó thơm lắm, nó ướp đủ mùi vị á, thơm lắm luôn. Xong rồi nè cả nhà, cái bánh mì Lon nướng rồi á, nó rất là giòn luôn á cả nhà. Cái sốt rồi với lại cái ớt chuông với lại hành trắng ăn ngon lắm luôn á cả nhà. Ở nhà trồng một cây ớt như vậy á, thấy cũng vui bụng lắm luôn á. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Thank you for watching Lon's Kitchen. Bye bye. Cái món này á, cách làm đơn giản lắm luôn á cả nhà. Chỉ cần có hành trắng, hành tím gì cũng được nha cả nhà. Rồi có thêm cái ớt chuông nhỏ hay ớt chuông bự gì cũng được hết. Bánh mì loại nào cũng được hết luôn. Nhưng mà phải có cái sốt nha, cái sốt cà chua á, cái sốt cà chua. Cả nhà cũng có thể là mua làm gòi hoặc là chưa làm, nêm nếm theo gia vị của mình tùy thích nha cả nhà. Yeah.